Hạnh mến chào quý khán giả của chương trình Đế Chế Thời Trang. Không biết khán giả nữ của chương trình có thường lân la các cửa hàng thời trang không? Chứ Kim Hạnh thì rất thích đi shopping. Đi mua sắm giống như một thú vui vậy, giúp Kim Hạnh thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt hơn, sở thích này còn giúp Kim Hạnh cập nhật nhanh xu hướng thời trang thế giới. Nếu các bạn cũng có sở thích như Hạnh thì phải cẩn thận khi bước vào thế giới của Oscar de la Renta nha. Không thì các bạn sẽ bị mê hoặc quên cả đường về như Kim Hạnh đấy. Kiểu đầm xòe vintage luôn tạo cảm hứng cho tín đồ thời trang khắp thế giới. Chúng có mặt ở các sàn diễn, đường phố châu Âu và trên khắp các cửa hàng thời trang châu Á. Nếu chẳng may lạc vào thế giới của Oscar de la Renta, những cô gái sẽ khó có thể cưỡng lại bộ váy áo lộng lẫy quyến rũ này. Thiết kế của hãng mang đậm nét retro, đây là trào lưu lấy cảm hứng từ thời trang vintage những năm 60-70 của thế kỷ trước. Cảm hứng này đã được các nhà thiết kế của Oscar de la Renta kế thừa, thỏa sức sáng tạo khi cộng hưởng với hơi thở hiện đại. Họ thêm bớt các chi tiết để những chiếc váy này trở nên điệu đà, kiêu kỳ và thanh thoát hơn. Tuy nhiên, nét vintage xưa vẫn phản phất trong mỗi thiết kế, chúng đủ để khiến người xem như đang lạc vào một phòng trưng bày trang phục của thế kỷ trước. Điểm nhấn của nhãn hiệu danh tiếng này là luôn làm tươi mới các thiết kế theo phong cách cổ điển, không bao giờ đi vào lối mòn hay quanh quẩn với những họa tiết cũ kỹ lỗi thời. Có thể nói, vẻ cao sang là một trong những kim chỉ nam của hãng. Vẻ đẹp mang phong cách của tầng lớp thượng lưu đã ăn sâu vào trong những thiết kế của Oscar de la Renta. Các thiết kế của de la Renta là lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao Hollywood. Vẻ đẹp dịu dàng mang nét hoài cổ ngày thơ của những chiếc váy de la Renta đã cuốn hút Taylor Swift. Cô ca sĩ đồng quê được xem là biểu tượng thời trang của giới trẻ này đã ưu ái chọn tinh thần cổ điển sang trọng của thương hiệu de la Renta đồng hành cùng hình ảnh của mình trong suốt thời gian qua. Những thương hiệu hàng đầu như Gucci, D&G hay Oscar de la Renta ngày càng đẩy mạnh đầu tư cho dòng trang phục trẻ em. Những thiết kế dành cho trẻ em của de la Renta tỏ ra không kém cạnh gì so với các đối thủ lớn này. Trong chiếc đầm của de la Renta, các bé gái vừa sành điệu chững chạc, vừa đáng yêu hồn nhiên. Ở đây, khi nhắc đến Oscar de la Renta, người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp mang phong cách cao sang của tầng lớp thượng lưu. Không chỉ chinh phục các cô nàng tiệc tùng, mà Oscar de la Renta còn là thương hiệu váy cưới hàng đầu thế giới, khắc họa thành công hình ảnh cô dâu sang trọng, yêu kiều mà duyên dáng, quyến rũ. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, bất cứ cô gái nào cũng mong được khoác lên mình chiếc váy cưới hoàn hảo nhất. Những nếp gấp bồng bềnh, khăn voan mỏng manh, dải đăng ten cầu kỳ của Oscar de la Renta đủ sức thiêu đốt trái tim bằng giá nhất. Bắt
đầu phát triển dòng sản phẩm váy cưới từ năm 2006 đến nay, Oscar de la Renta đã thực sự thăng hoa trong các thiết kế, mang đến vẻ đẹp hoàn hảo cho các cô dâu. Trong khi Vera Wang khai thác nét mạnh mẽ khác biệt, thì chiếc váy Oscar de la Renta lại mang đến vẻ tiểu thư bay bổng và lãng mạn. Vẫn những chất liệu quen thuộc như ren, von, tuyên, lụa, song cái tài tình của Oscar de la Renta là thổi được sự tươi mới trong từng thiết kế. Tính đồ thời trang không có cảm giác bị nhàm chán lặp lại của mùa trước, thay vào đó là sự thích thú và đắm chìm vào không gian đậm chất thơ mà thương hiệu mang đến. Kiểu váy đuôi cá tới váy bồng bềnh nhiều tầng hay đơn giản với váy ngắn, váy đuôi xòe, hãng thời trang danh tiếng thế giới đã mang tới gợi ý thú vị dành cho những mẫu áo cưới năm nay. Đối với ren, bạn gái sẽ mang một phong cách cổ điển của hoàng gia trong mẫu đầm ôm sát, đuôi xòe. Hoặc hiện đại hơn, Oscar de la Renta cũng không ngại đưa ra mẫu đầm ngắn trên đầu gối đầy táo bạo. Bạn cũng có thể biến thành một nữ thần xinh đẹp trong những mẫu von tha thước kết hợp với khăn von trùm đầu. Giống như bộ sưu tập Ready to Wear của hãng, chuỗi váy cưới mang tên Oscar de la Renta có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau của phụ nữ, đặc biệt cả những thiên thần nhỏ, các cô bé được mặc những trang phục thu nhỏ của người lớn vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dù bạn có tài năng đến đâu thì để thành công bạn cũng cần một người thầy giỏi dìu dắt. Có lẽ trường hợp của nhà thiết kế Oscar de la Renta đã chứng minh cho câu nói đó. Nhờ sự dẫn dắt trực tiếp của huyền thoại trong làng thời trang Cristobal, Balenciaga và những kinh nghiệm tại các hãng thời trang hàng đầu như Lanvin hay Batman, mà giờ đây, từ một kẻ vô danh, ông đã đứng trong hàng ngũ những nhà thiết kế thời trang quyền lực nhất thế giới. Cuộc đời của nhà thiết kế thiên tài Oscar de la Renta gắn liền với những mối nhân duyên. Người đàn ông sinh năm 1932 tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana là con trai duy nhất trong gia đình gồm 7 người con. Tuổi thơ của Oscar được bao quanh bởi những người phụ nữ. Có lẽ môi trường sống thuở nhỏ đã giúp ông hiểu sâu sắc được sở thích của phụ nữ và biết cách đốn tim họ bằng những chiếc váy lộng lẫy mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu. Năm 18 tuổi, Oscar de la Renta rời quê hương đến học tập và nghiên cứu về hội họa tại Học viện San Fernando tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong thời gian ở Madrid, Oscar de la Renta bắt đầu đem lòng yêu thích thời trang. Ông đã chuyển hướng và nhanh chóng trở thành tên tuổi được nhắc tới nhiều nhất trong làng thời trang cao cấp. Đầu sự nghiệp thời trang bằng việc tham gia vẽ, thiết kế cho các nhãn hiệu hàng đầu Tây Ban Nha. Chính con đường này đã dẫn ông đến thực tập tại một nhà mốt nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, đó là nhãn hiệu Cristóbal Balenciaga.
thời gian sau, ông rời Tây Ban Nha đến Paris và trở thành trợ lý thời trang cao cấp của hãng Lanvin. Năm 1963, De La Renta đã quyết định trở thành biên tập viên chính của tạp chí Vogue. Cũng trong năm này, ông ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng mang chính tên mình. Ông bắt đầu ý thức được rằng quần áo là để ứng dụng trong đời sống. Vì vậy mà năm 1965, Oscar De La Renta cho ra mắt bộ sưu tập Ready to Wear đầu tay. Được đào tạo bởi hai tượng đài trong ngành thiết kế là Cristóbal Balenciaga và Antonio Castillo. Đầu thế kỷ 21, tên tuổi của Oscar De La Renta đã trở thành thương hiệu ưa chuộng của nhiều phụ nữ châu Mỹ. Oscar De La Renta từ lâu vốn có quan hệ tốt với các phụ nữ trong gia đình đệ nhất nước Mỹ. Kể từ khi thiết kế trang phục cho cựu đệ nhất phu nhân Betty Ford, di sản của Oscar tại cánh đồng của Nhà Trắng, nơi có văn phòng của các bà chủ tòa Bạch Ốc đã tăng lên. Một trong số đó phải nhắc đến là chiếc váy lấp lánh mà cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton mặc tại lễ nhậm chức lần 2 của cựu tổng thống Bill Clinton năm 1997. Bà Hillary Clinton dường như rất yêu thích các thiết kế nhã nhặn và sang trọng. Bà thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục của Oscar De La Renta. Nói về nhà thiết kế này, không thể không nhắc đến những đóng góp của ông cho xã hội. Ông thường xuyên liên kết, hỗ trợ các tổ chức như Quỹ Từ Thiện New York cho Trẻ Em và Xã Hội. Vị thuyền trưởng của Oscar De La Renta không hề có dấu hiệu ngừng cống hiến không chỉ những tác phẩm thời trang đáng ngưỡng mộ, mà còn thông qua những hoạt động hỗ trợ cộng đồng đầy ý nghĩa.